Xin chào tất cả mọi người Hôm nay chùa Bách vừa gặp bến thêm hai con hai là 335 mã Thì cái dòng âm ly karaoke này của Gia Hoa nó quá quen thuộc rồi Gần như là một cái sản phẩm quốc dân vậy Và để có được cái sự thân thuộc với người dùng á, Thì nó có rất là nhiều yếu tố ha Thứ nhất là về mức giá bán Những con này nếu tình trạng đẹp chuẩn chỉnh chưa có qua chọc máy gì á thì giá của nó chỉ dao động từ 6 triệu rưỡi tới 7 triệu rưỡi thôi và cái thứ hai nữa là nó có một cái mức công suất đầu ra khá lớn có thể là chúng ta đánh được hai cặp loa với cái mức công suất chịu tải khoảng 150 w thì thông thường là bách phối ghép với hai cặp loa 301 của bô thì dòng loa này các anh quá quen thuộc rồi ha thành ra là cái việc mà giải trí âm thanh gia đình đối với cái khả năng đáp ứng của nó rất là thoải mái tiếp đến thì chúng ta có một cái bộ eco kỹ thuật số ở đầu những năm 2000 tuy là cái công nghệ này nó cũng khá là cũ rồi nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì cái độ mượt mà cũng giống như là cái sự hòa quyện giữa nhạc và lời trên bộ eco này vẫn rất là tốt và đều mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với cái mức giá đấy cuối cùng là về cái khả năng hiệu chỉnh thì nó có rất là nhiều nút tuy nhiên các anh để ý là nó chỉ có một cái quy tắc chung để chúng ta chỉnh thôi cho nên là nó rất đơn giản so với những cái thiết bị kỹ thuật số về sau này đặc biệt là nếu như so với vang số nha cái vang số các anh mua xịn cỡ nào đi chăng nữa nhưng nếu không cân chỉnh hợp lý tiếng cao của nó vẫn rất là bể rất là dở đó bản thân giống như bách cũng vậy mỗi lần mà đem cái mẫu vang số mới về thì phải mất rất là nhiều thời gian để chúng ta nghiên cứu về cái giải tần số của nó để chúng ta cân chỉnh cho nó hài hòa còn đối với các anh thì nói thật tình ra người dùng thì các anh sẽ không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu cái đó cho nên nếu như so về cái sự đơn giản trong việc cân chỉnh thì những cái con này nó đơn giản hơn rất là nhiều cái điều quan trọng khi mà lựa chọn mua những cái sản phẩm này á là các anh biết rồi đồ càng hot thì nó càng có nhiều đồ nhái và nhái rất là giống ha ở trên thị trường bây giờ đồ nhái nhiều hơn đồ xịn á và có một vài cái chi tiết để chúng ta có thể phân biệt được giữa hàng nhái và hàng xịn thứ nhất là đối với những cái dòng máy này hay là hai ba n á thì tất cả đều chỉ có bốn sọc với đại công suất trên một máy thôi có nghĩa là hai con mỗi bên chứ không có bốn tám hay mươi sáu gì nha các anh thứ hai là tất cả các cái chi tiết thân vỏ của nó rất là dày cứng cáp cho nên ví dụ như là các anh lấy tay ấn như thế này nè thì cái độ biến dạng của nó rất là nhỏ những cái con máy hàng nhái á, thì cái vỏ của nó mỏng lắm các anh nếu như mà anh nào mà tay khỏe khỏe ấn một cái là đụng đáy luôn á rồi một cái chi tiết nữa đó là về phần tân phô cấp nguồn thì cái này cái màu sắc của nó cũng rất là khác nha nếu như các anh nhìn quen mắt rồi thì các anh sẽ thấy được là cái hàng nhái với cái hàng xịt nó khác nhau về màu sắc lắm còn nếu như không á thì các anh có thể À, thử cái độ cứng của những cái phần nhựa thừa trên cái cuộn dây đồng này đó thì những cái phần nhựa thừa trên cái máy nhái á, thì nó rất là yếu ha cho nên là chúng ta có thể uống và làm nó biến dạng được còn những con máy này thì rất cứng ha bẻ mạnh quá thì nó gãy luôn rồi thêm một cái chi tiết nữa đó là những cái uh, bo mạch chính đại đa phần là những cái bo mạch chính nó đều sẽ có những cái chữ in m màu đỏ ví dụ như là ds hoặc là ns đấy thì cái chữ đó nó không quá quan trọng ha nhưng mà thường thường những cái đời máy này nó sẽ có về sau này á thì những cái người mà làm nhái ở việt nam và ở trung quốc á người ta cũng tinh vi lắm các anh cho nên là cái ký hiệu đó đã có trên những con máy nhái rồi cho nên là cái yếu tố quan trọng hơn cả vẫn là các anh nên chọn một cái nơi mà đảm bảo uy tín cái thứ nhất là người ta đảm bảo về chất lượng của máy này thứ hai là có bảo hành hậu mãi để các anh có thể yên tâm sử dụng chứ còn bán xong rồi thôi thì nó cũng hên xui lắm các anh nói chung nếu như các anh rành á, thì các anh có thể tự đi coi được còn nếu như không rành thì tốt hơn hết là tìm những nơi uy tín chứ nếu người ta mà đã cố tình mà che đậy một cái gì đó rồi thì rất là khó phát hiện bản thân bách là người đi mua nè bách là người buôn bán luôn nha dân buôn đẫm hoài luôn nhưng lâu lâu vẫn dính nha lâu lâu vẫn dính chứ không phải là không sau khi mà chúng ta xác định được máy chuẩn xịn rồi thì chúng ta xét tới cái yếu tố nguyên bản của nó thì ở trong âm ly đầu tiên là mình có cái tăng phô cấp nguồn thì cái tăng phô này bách chưa bao giờ gặp cái bất kỳ mũ sự cố gì ở cái bộ phận này hết các anh tại vì bên ngoài này nó có một cái cầu chì bảo vệ nếu không có nguồn các anh kiểm tra ở cái phần cầu chì này đó chúng ta có thể vặn cái nắp ra để kiểm tra ha tiếp đến là phần tụ cấp nguồn thì chúng ta sẽ có hai cái và tụ cấp nguồn trên những cái dòng máy này các anh biết rồi hai mươi mấy năm tuổi đời rồi và thông thường là nó được khai thác với hiệu suất rất là cao cho nên là nếu như tụ mà nó có dấu hiệu bị phồng lên có nghĩa rằng là cái tuổi thọ của nó cũng đã xuống rồi thì các anh thấy là những con máy mà bách mang về thông thường bách kiểm tra những cái chi tiết này rất là kỹ tụ cực kỳ phẳng ha không hề có cái dấu hiệu nhô phồng lên và một cái yếu tố nữa đó là tất cả những cái bo mạch ở trong cùng một con máy thông thường nó sẽ có cái màu giống nhau thông thường nó sẽ có cái màu giống nhau hoặc là có những con á thì cái màu của hai cái bo cái đại công suất nhỏ này nè nó hơi sẫm hơn chút xíu lý do nó sẫm là vì do nó khai thác nhiều cho nên nó bị nóng và nó hơi đổi màu một chút xíu thôi chứ không phải là khác hoàn toàn nha đó các anh phân biệt ở chỗ đó Chi tiết cuối cùng đó là về phần biến trở. Thì ở đây các có thể thấy toàn bộ biến trở ở trên con ly này đều là biến trở nguyên bản, chưa thay thế bất kỳ con nào ha, còn nguyên bản hết. Và cái việc mà các sử dụng máy trong một thời gian dài, ví dụ như 2 năm, 3 năm, biến trở nó bị hư hoặc là nó không áp phê một bên, hai bên gì đấy, bắt buộc là chúng ta phải thay. Nhưng canh cần phải lưu ý như thế này. Đối với những người thợ mà người ta kỹ thì người ta sẽ tìm hiểu đúng cái thông số của cái con biến trở và người ta thay vào một con biến trở khác cùng cái thông số như vậy thì cái việc đó nó sẽ giải quyết được cái hư hại trên máy của các anh và nó đảm bảo được cái khả năng cân chỉnh cũng giống như là chất lượng âm thanh. Còn đối với những người thợ mà người ta hơi ẩu chút xíu trường hợp này bắt gặp rồi nha. Ví dụ như con biến trở 10k mà người ta không sẵn có con biến trở 10k thì người ta bóc cái con biến trở 15k mà người ta bỏ qua chẳng hạn. Đấy, thì cái việc mà các anh cân chỉnh á, các anh sẽ thấy cá phê của nó khác nè và cái chất lượng âm thanh theo cái thói quen sử dụng của mình nó cũng sẽ khác cho nên là nhiều anh kêu là biến trở zin á thì nó hay còn biến trở lô nó không hay nhưng mà thật ra cái vấn đề này các anh phải cân nhắc cho nó kỹ nha do là tất cả mọi chi tiết linh kiện dù là nhỏ hay lớn gì kể cả cái dây điện nó đều có thông số hết miễn chúng ta thay cho đúng cái thông số chuẩn của nó là được các anh có thể thấy nè tất cả mọi cái chi tiết đều rất là nguyên bản ha không hề có bất kỳ một cái đụng chạm thay thế gì đây là con còn lại và bác sẽ quay thật gần để các anh dễ đánh giá. À, đây là tân phố cấp nguồn ha và các anh thấy là trên này nó cũng khá là nhiều bụi bẩn, khá là dơ. Thì những cái sản phẩm này bác về chủ yếu là thổi bụi thôi chứ không có tắm gội giống như mấy anh đăng trên mạng đâu. Cho nên là đương nhiên những cái vết bẩn đó nó phải có. Ở à, đây là tủ cấp nguồn này. Thì các anh nhìn nghiêng ha, các anh sẽ thấy tủ rất là phẳng. Có thêm một vấn đề nữa, rất là nhiều anh kêu cái tủ màu xanh nó tốt hơn cái tủ màu đen của cái con bên kia. Nhưng mà cái này là một vấn đề rất sai lầm nha các anh quan trọng là thông số và linh kiện có đúng theo linh kiện của máy hay không thôi chứ còn cái việc mà cái màu sắc bên ngoài nó không ảnh hưởng gì hết nó không nó không có liên quan gì tới chất lượng hết các anh kể cả là màu dây điện cũng vậy các anh thấy dây điện màu nó đâu có giống nhau đâu rồi ở đây là cái cái phần biến cỡ ha toàn bộ biến cỡ zin hết không có thay thế không có đụng chạm gì cả cái con này là sản xuất 201 hai lẻ một nhưng mà khả năng là điều kiện bảo quản hay là sử dụng của nó nó cũng không có đạt cho nên là cái dây của nó hơi ngã màu con này thì sản xuất năm 2000 nhưng mà dây thì trắng hơn rất là nhiều ha. Toàn bộ là dây zin hết nha các anh, không có thay thế gì. Ở đây là phần mặt sau này. Những cái con này thì bụi bặm rất là nhiều và cái nhược điểm của cái mặt sau trên những con ly này á là nó sơn và nó in chữ ở trên cái bề mặt thép thôi. Nó không có xử lý nhiều giống như là âm ly hàng bãi Nhật. Cho nên á, là sau khoảng hơn 20 năm thì các anh thấy nó có xuất hiện những cái đốm trắng do bị oxy hóa đó. Con bên này cũng vậy nè các anh đó thì bác sẽ lựa những cái con mà nó có được cái tình trạng tốt nhất thôi chứ giờ mình kêu mà mới ken mới cứng thì giờ mấy con này hiếm lắm mấy anh kiếm không có ra à, ở đây là cái phần mặt trước của nó ha à, ở đây là cái phần mặt tiền thì các anh thấy là những cái con này thì hầu như nó cũng không có gì đáng để chúng ta bận tâm lắm thì các anh thấy là cái phần góc cạnh bề mặt của nó nè ít trầy xước chữ nghĩa còn rõ và nút hiệu chỉnh rồi tất cả mọi chi tiết còn đạt đó chứ còn Thực ra thì những cái con này chúng ta cũng không có đánh mạnh về cái phần hình thức của nó cho lắm chủ yếu là phần nội dung mất cái chủ yếu là phần nội dung độ nguyên bản rồi tương tự thì con này cũng vậy ha nói chung thì bác cũng cố gắng để tìm những cái con máy mà có cái hình thức tốt nhất cái mặt của con này thì nó hơi mờ mờ chữ chút xíu nè các anh cái con mà đời 2001 á đó, đó hơi mờ mờ chút xíu ha nhưng mà cái con này thì lại cái nội thất bên trong là sáng màu hơn đó hai con này đồng giá 6 triệu rưỡi nha các anh và tất cả máy á, thì bác sẽ cam kết cho các anh là máy chuẩn xịn nè nguyên bản một phần trăm chưa thay thế bất kỳ cái linh kiện nào cả và quan trọng hơn là bảo hành cho các anh 6 tháng để các anh yên tâm về chất lượng sản phẩm để mà các anh có thể xuống tiền sử dụng đó là bác nói rõ ràng như vậy rồi anh nào có thêm bất kỳ thắc mắc hay là nhu cầu gì vui lòng liên hệ với bác qua hai số điện thoại bác để ở đầu và cuối video nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ